một giải đấu quy tụ những vận động viên hàng đầu quốc gia tại một môn thể thao ngày càng thu hút người hâm mộ. Diễn ra từ ngày 10 tháng 9 đến 16 tháng 9 năm 2011 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng triệu trái tim sẽ cháy cùng với những trận đấu kịch tính trên sân banh nghỉ, sống động và trực tiếp trên thể thao TV. Giải quần vợt vô địch quốc gia 2011. Hãy theo dõi sát 6 ngày thi đấu trực tiếp. Lễ khai mạc từ 18 giờ đến 20 giờ 30 ngày 10 tháng 9 năm 2011. Trận bán kết đơn nam đơn nữ từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2011. Trận chung kết đơn nam và lễ bế mạc từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2011. Tất cả trên Thể Thao TV.